Chúng ta bước sang đoạn số 7. Có lẽ đây là đoạn cuối cùng của chúng ta. Thì vừa rồi ở đoạn số 6 mình hướng dẫn cho các bạn cách khâu cái phần quay túi. Ở đây mình đã khâu xong. Các bạn nhìn thấy là mình ở đây có cái mác và cái hình tam giác như thế này. Thì bạn nào mà có thì các bạn cũng khâu theo cách khâu như vừa rồi chúng ta đã khâu. Nhưng chúng ta phải lắp cái mác DG, các bạn phải đục lỗ để lắp mác DG, lắp xong sang bên kia rồi. Đây, các bạn gắn. Rồi bẻ cái phần ghìm nó ở bên trong tấm căn vát để giữ. Sau đó các bạn khâu đặt vào và khâu chườm theo như hình như thế này. Đấy, các bạn nhìn thấy. Như vậy đó là cách khâu cái phần mác tương tự giống cái phần quay túi. Phần còn lại ở bên các bên kia các bạn cũng khâu cho mình như vậy. Mình cũng đã hoàn thiện khâu xong đây rồi. Khâu xong đây rồi và các bạn sẽ từ đây thì cái chỗ phần mà vừa rồi chúng ta đánh dấu ở đây này, đánh dấu cái chỗ phần nắp này này, thì các bạn lúc này các bạn sẽ khâu lót cho mình, khâu lót này, các bạn khâu lót cho mình để chừa cái phần, có nghĩa là để chừa cái phần đáy này ra, phần đáy này ra nhá. Nếu các bạn cảm thấy mà có nghĩa đến cái bước này các bạn có thể làm đáy luôn, ráp đáy vào. Ở đây mình đang bị thiếu chỉ, mình chưa khâu được. Thì các bạn xong cái phần này này nhá, là chúng ta khâu lót như chúng ta vừa khâu cái phần mà đáy túi á, đáy túi chúng ta đã khâu. Cách khâu như vậy các bạn đặt vải tràn vào cái tấm, chúng ta trải dài rộng cái đáy túi này ra, sau đó các bạn khâu đi đến đâu thừa vải các bạn nhớ là phải chườm ra 2 cm mỗi bên, bên trái bên phải đều phải như vậy. Sau đó các bạn sẽ khâu, khâu xong thì chúng ta sẽ đặt cái phần miếng đáy này vào, đặt miếng đáy vào và các bạn ráp. Cách ráp thì cách ráp ở đây mình hướng dẫn cho các bạn nhìn để các bạn làm thôi nhá, tại vì nó cũng tương đối là đơn giản. Đây, cách ráp các bạn đặt nó vào như thế này và các bạn xiên kim bên này này, xiên sang. Ở đây video của mình đang bị full rồi, mình hướng dẫn các bạn sơ qua. Đây, như thế này và lại xiên cái mắt này đối xứng sang bên đây. Đó là cách ráp túi. Tất cả các loại túi thì các bạn làm cho mình cách ráp như vậy. Đấy. Dít chặt tay vào. Đấy. Rồi lại xiên sang. Đấy, lại xiên sang. Đó là cách ráp túi thì các bạn ráp cho mình xung quanh tất cả các mép. Thì đó là cách để chúng ta móc cái ráp cái phần đáy túi nhé. Phần còn lại các bạn hoàn thiện cho mình phần đáy túi này. Và bây giờ mình hướng dẫn cho các bạn phần khâu cái khóa miệng. Có nghĩa là khóa miệng của chúng ta sẽ là khóa miệng sử dụng khóa răng to đẹp. Bạn nào có khóa cùng màu thì các bạn chuẩn bị cho mình khóa cùng màu. Chiều dài sẽ là 35 cm. Đây. Mình đã khâu mẫu cho các bạn một bên. Và bây giờ mình hướng dẫn các bạn để khâu, để móc cái phần đai rộng ra. Ở đây mình móc 4 hàng thì vẫn là bám sợi xung quanh đây. Và bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần khâu móc. Móc thì chúng ta vẫn lấy sợi và kim móc như chúng ta đã móc thân rồi. Các bạn bóc cái phần túi của chúng ta ra như thế này. Móc ra. Bạn nào mà muốn kín thì các bạn sẽ đặt móc kín ở từ đây. Ở đây mình kiểu dáng túi này mình giống cái kiểu túi sẵn mình mua, mình làm theo kiểu hở. Thì bắt đầu chúng ta cách khoảng độ 2 cm và đặt kim vào. Đặt kim như thế này vào nhá. Đối xứng, các bạn làm đối xứng sang bên kia cũng vậy. Mình làm cho các bạn mẫu một bên thôi. Các bạn bắt sợi vào. Bắt sợi thì các bạn lấy nửa nhánh ở bên, nửa nhánh thôi. Để chúng ta khâu. Để chúng ta móc. Móc thứ tự mỗi chân một mũi. Cái này các bạn có thể làm cái khâu cái bước mà trước đó cũng được, thế nhưng ở đây mình định hình dáng xong rồi mình mới làm được. Các bạn chú ý rằng là sau khi mà, xin lỗi các bạn, là sau khi lắp đáy xong thì các bạn phải ráp cái phần còn lại như chúng ta đã ráp với các phần thân chính nhé, và dầu luôn đi là chúng ta xong cái phần thân túi. Đấy. Sau khi xong thì các bạn móc luôn cái phần quai này được.
Thì từ đây này các bạn nhớ nó móc vào cái chân nhánh trong thôi nhá. Như kiểu chúng ta nên đế giày ấy. Để nó tạo hai lớp riêng biệt. Thứ tự vẫn mỗi chân một mũi đến sang đến tận bên cái phần mép gập gờ, cái chỗ giao nhau giữa phần giáp hông và thân chính đây này, các bạn vẫn móc cho mình mỗi chân một mũi móc đơn bình thường, móc vào mép trong ạ. Các bạn móc cho mình đến cuối hàng. Ở đây mình đã khâu xong cái phần miệng túi, các bạn nhìn thấy đây, hai bên. Và cuối cùng thì các bạn lấy cho mình cái dây khóa loại răng đồng 5 ly, có nghĩa là loại giày đây, loại bàn giày, để chúng ta kéo đi kéo lại nó được bền. Chúng ta không dùng kéo khóa nhựa, các khóa mỏng nhìn chiếc túi nó không được sang. Và chúng ta bắt đầu khâu. Khâu thì các bạn đặt cái phần ở đây là kia, các bạn quan sát này. Quan sát này, chúng ta sẽ cái khóa nó như thế này. Hình như thế này. Thì các bạn sẽ đặt cho mình theo, đây là phần mặt trước túi nhá, mặt trước túi đây. Thì cái khóa chúng ta, cái đuôi khóa nó sẽ đặt ở phía sau như thế này, còn cái củ khóa nó phía trước để chúng ta kéo sang. Kéo thì nó sẽ sang bên đây, nó sẽ tiện tay của chúng ta. Như vậy thì đó là phần chuẩn bị khóa, thì chúng ta bắt đầu vào khâu. Khâu khóa thì chúng ta sẽ cần kim chỉ khâu cùng màu. Ở đây các mình chuẩn bị kim chỉ. Các bạn chuẩn bị kim chỉ này để chúng ta khâu. Thì ở đây mình sẽ, có nghĩa là vừa rồi là mình khâu hờ bên kia để nhìn dáng xem ra làm sao. Vì chúng ta trước khi khâu chúng ta phải định hình các sản phẩm. Ví dụ như ở đây thì nó sẽ là phần chìa ra ngoài. Đây, chìa ra ngoài, chuẩn bị khóa 35cm này. Cái phần này là hai bên nó làm dư ra. Thì cái đầu chìa khóa này các bạn sẽ bỏ ra cho mình từ, bỏ ra chừa khoảng 3cm để chúng ta giấu nó vào trong đây. Và bây giờ các bạn khâu cho mình. Cách khâu khóa là các bạn đặt sát mép, đặt sát mép túi này, không sát quá, cả khi chúng ta kéo khóa nó bị mắc vào cái sợi của chúng ta. Các bạn để chừa ra một chút ít ít thôi, hở cái răng chân khóa 1mm thôi. Chúng ta bắt đầu khâu này. Khâu đi khâu lại điểm đầu này nhiều lần để cho cái phần mồi nối nó được chắc. Khâu xuống tận cả phần rãnh dưới này nữa. Giờ chúng ta quay khâu lên trên và bắt đầu khâu đường thẳng của khóa. Đây. Một số bạn không biết khâu khóa thì các bạn chú ý nhìn theo nhé. Còn rất là nhiều bạn bây giờ đã làm túi và chúng ta đã khâu khóa.
Đây, cái khâu là các bạn xiên kim lên, xiên kim xuống. Xin cái chân nó ngắn thôi để cho cái khóa của chúng ta được chắc. Xin tại cái chân đó một chân này, xin sang chân kế bên khoảng cách bằng một mũi móc đơn như chúng ta hay móc. Xin ngắn thôi. Đấy, như vậy các bạn nhìn thấy. Cứ được một đoạn thì các bạn lại ướm sẵn chườm dần ra như thế này. Thì các bạn khâu cho mình đến cuối hàng nhé. Đi đến cuối hàng. Ở đây mình khâu xong đến cuối hàng đây rồi. Các bạn nhìn thấy đường khâu đây. Các bạn lấy tay kéo khóa. Chúng ta sẽ kéo qua cái chỗ này và định hướng đây nó đã là điểm im đứng ở đây. Thì chúng ta sẽ cắt và khâu cái chỉ bịt đầu chỗ này lại. Sau đó chúng ta giấu nó bên trong này. Thì các bạn lấy cho mình kim khâu. Kim khâu thì ở đây các bạn nhìn thấy, chúng ta sẽ để một đoạn dài ra nhé. Đây. Sau đó các bạn sẽ dùng kim khâu cho mình để chặn cái đầu nó lại. Bởi vì đây là cái phần mà thừa. Chặn đầu thừa này lại. Các bạn sẽ khâu bịt cho mình cái đầu này. Cái phần đầu thừa thì sau các bạn sẽ cắt cho mình để kéo cắt. Nhìn thấy. Sau chúng ta sẽ giấu nó ở điểm này. Đây. Kéo đây nhé. Chúng ta sẽ giấu nó. Sẽ khâu giấu. Các bạn phải tự ướm vào túi của các bạn sao cho cái khoảng mà đi đến điểm túi đầu túi này này. Cái phần này các bạn giấu nó bên dưới này nhé. Và khâu bịt cái phần này. Để chúng ta kéo thì chúng ta chỉ kéo đến đây thôi. Và chúng ta sẽ kéo túi khóa của chúng ta đến đây. Đó. Nhớ là các bạn sẽ kéo, bịt khâu bịt cái đầu này lại. Sau đó các bạn giấu đi giấu lại, cắt sợi và chúng ta sẽ quay về cái điểm này, điểm bên đây để chúng ta sẽ khâu. Khi khâu thì các bạn nhớ ướm sao cho cái phần miệng này nó phải đối xứng giáp nhau. Cái khâu thì chúng ta khâu như vừa rồi chúng ta đã khâu đây. Mép này nó phải song song đều thì hai cái mép này đều thì cái bên kia nó cũng sẽ đều nhau và chúng ta kéo khóa nó sẽ được chuẩn. Hay các bạn bắt đầu lại khâu từ điểm này nhé. Các bạn có thể tách khóa này ra để chúng ta khâu cho dễ, đưa kim cho dễ. Đây. Như vậy phần còn lại các bạn hoàn thiện nốt cho mình khâu khóa mặt bên đây nhé.